Mong người khác bị nghiệp báo thì mình có mang tội không? Khi một người khác chửi làm điều xấu với mình không chửi và làm điều xấu với họ lại, nhưng mình lại có tư tưởng là kệ nó đi, để quả báo tự tìm tới nó, hoặc là loại người như nó trước sau cũng bị nghiệp quật, thì có mang tội không sư? Và tư tưởng này có ảnh hưởng làm hại gì đến mình không? Trong trường hợp hai mình không kệ họ nữa mà mình cầu mong mong cho nghiệp báo tới với nó sớm sớm, sau giờ này nghiệp chưa quật nó nữa, thì trường hợp này có mang tội không sư? Quý vị cứ nhớ giùm sư cái bài kệ pháp cú đầu tiên: tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý an tịnh, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình. Và để biết được mình, tâm của mình á là tâm gì, thì quý vị nên thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi thực hành tứ niệm xứ, chúng ta có sự thành thật với chính mình và chúng ta sẽ nhạy cảm hơn với tâm của mình. Có nghĩa là khi tâm của mình bất thiện thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết được là tâm bất thiện đang có mặt. Khi tâm thiện đang có mặt thì chúng ta ghi nhận biết được là tâm thiện đang có mặt. Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Thì như vậy đó, mình sẽ không có thắc mắc như thế này. Chỉ cần mình suy nghĩ, suy xét là khi đó đó mình đang có cái tâm gì nha. Bởi vì với một người có tâm từ, lòng bi mẫn, ví dụ như sư thấy một người cản phước của người khác, tức là thấy người khác làm phước, mình cản, thứ nhất là mình cản họ làm phước, thứ hai là mình cản người khác nhận được phước, thì bằng cái lòng bi mẫn, sư thấy tội nghiệp cho họ, bởi vì sư biết chắc rằng họ sẽ phải chịu ác nghiệp do họ tạo. Hoặc là khi thấy một người bỏng sẻn, sư có lòng bi mẫn, sư xem họ như cha, xem họ như con, xem họ như mẹ, thì sư thấy rõ là khi họ có cái hành động gọi là ganh tị và bỏng sẻn như vậy đó, thì họ sẽ phải chịu cái quả báo nặng nề đối với cái quyết định của họ. Nhưng mà đó là bởi vì cái lòng bi mẫn nó phát sinh. Còn khi mà cũng như vậy đó, mà mình có cái ác ý, tức là mình phát khởi bằng cái tâm sân hận, tức là cái thứ này nó cản người ta làm phước, thì cái kiểu gì nó cũng đi địa ngục. Thì khi mình có suy nghĩ ác ý như vậy, bởi vì nó được thúc đẩy bởi tâm sân, thì đó là chúng ta đang tạo ác nghiệp. Cho nên cái được gọi là thiện nghiệp hay ác nghiệp, ngoài cái chuyện nó được thể hiện ra thân và khẩu, nó còn là cái mấu chốt ở cái suy nghĩ của mình. Chúng ta làm một cái hành động đó xuất phát từ tâm từ, tâm bi, hay là xuất phát từ tâm sân, tâm ái nha. Cái đó tự quý vị trả lời. Mà trong cái câu hỏi thì theo cá nhân sư nhận định thì sư thấy rằng trong hai trường hợp, cả hai trường hợp quý vị đều bị thúc bách bởi tâm sân. Chỉ có điều
là cái trường hợp thứ hai thì tâm sân nó nặng hơn, thì cái nghiệp nó ác nghiệp nó nặng hơn thôi. Còn cái đầu á thì nó cũng là ác nghiệp, nhưng mà cái ác nghiệp nó nhẹ hơn ha. Tức là cả hai đều không tốt hết, bởi vì mình không xuất phát từ tâm từ hoặc là tâm bi, mà mình bị tâm sân nó thúc ép.